Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Tại Gia. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại cải tiếp theo, đó chính là cải thìa tím hay còn gọi là cải thìa đỏ. Đây chính là cây cải ngày hôm nay. Thì cây cải thìa này có tên khoa học là Brassica rapa chinensis, thì có nguồn gốc từ Mỹ. Đặc điểm của cái cải thìa này á, thì nó cũng giống như cây cải thìa xanh của mình, nhưng mà nó cái găng lá thì to, thịt dày hơn, cái cuống thì cũng có màu xanh khá là đậm hơn và cứng cáp hơn. Chiều cao trung bình của cây này là khoảng 25-30 cm. Nó có cái màu đặc trưng là màu tím. Thì cái cây này do khu vực này thì mát nên cái màu tím nó không có được đặc trưng cho lắm. Nên các bạn thấy cây này thì được trồng ở khu vực nắng hơn một xíu thì cái màu tím của nó đã hiện lên khá là đậm hơn bên kia. Thì cái chu kỳ của cái cây cải thìa này từ khi gieo hạt cho tới khi mà thu hoạch đó là khoảng 40 ngày nếu như mà được chăm sóc và điều kiện tốt. Cái cải thìa này thì trong nó có chứa rất là nhiều vitamin như là A, B, C, E, có tác dụng phòng ngừa một số các bệnh như là tiêu đờm. Cái chất xơ ở trong này thì giúp giảm được cái bệnh táo bón. Cái thìa này nhìn khá là đẹp mắt. Một số cái món ăn từ nó thì như là chúng ta có thể xào nè, hoặc là nấu canh. Nó thì có tính hàn, giúp cho giải cảm. Theo đông y thì cái cây cải này thì có tác dụng là lợi tiểu, thông đờm, giải cảm. Đây là cây cải thìa màu xanh, màu tím, và kế bên là mình có trồng thêm một cải thìa màu xanh. Các bạn thấy hai cái lá của nó tựa tựa với nhau nhưng mà hai cái màu thì khác nhau. Cái cải thìa này đặc biệt tốt cho các phụ nữ mang thai do một số cái hoạt chất ở trong nó, cũng giống như một số vitamin cho nó, giúp cho giảm cái hiện tượng là trẻ bị khuyết tật, giúp cho là xương chắc khỏe, hỗ trợ về bệnh tim mạch. Thì cái cải thìa như vậy thì mình đã trồng được khoảng 25 ngày rồi các bạn. Thì khoảng 10 ngày nữa thì mình nó sẽ lớn hơn một xíu và mình sẽ thu. Thì khu vực bên đây thì có một cây cải thìa cũng là cải thìa tím nhưng mà nhỏ hơn. Các bạn nhìn thấy nó khá là xinh. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn cả nhà video tiếp theo.